Kim xin kính chào và chân thành cảm ơn quý vị đã xem và ủng hộ kênh Kim Phạm USA trong suốt thời gian qua và hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Kim. Kim Phạm mến chúc cô chú bác và anh chị em nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chương trình cập nhật news sẽ được Kim phát sóng mỗi buổi chiều vào thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Kim xin gửi đến quý vị một số tin tức trong ngày 16 tháng 2 năm 2021 như sau. Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng cao hơn số kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Hiện đã vượt qua 20 triệu đơn yêu cầu do Bộ Phát triển Việc làm ở California EDD xử lý để hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng và gia đình của họ. thì Trong video này, Kim sẽ trả lời những câu hỏi cũng như những thắc mắc có liên quan về tiền hỗ trợ thất nghiệp cho quý vị nha. Tiếp theo là cập nhật về tình hình gói cứu trợ lần thứ ba cũng như là các đảng viên dân chủ trong quốc hội đã tập trung trở lại vào hôm thứ ba về cái việc mà thông qua dự luật cứu trợ coronavirus trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden vì họ phải đối mặt với thời hạn vào giữa tháng 3 khi trợ cấp thất nghiệp nâng cao sẽ hết hạn nếu như quốc hội không hành động kịp thời và thông tin cuối cùng Kim nghĩ là rất là hữu ích cho những cô chú bác và anh chị em đang theo dõi cái channel của Kim là những thay đổi về an sinh xã hội cho năm 2021. Những thay đổi này về thuế và phúc lợi an sinh xã hội có hiệu lực từ ngày 1 của tháng 1 năm 2021. Chẳng hạn như là những người nhận an sinh xã hội được tăng 1,3% vào năm nay so với cái mức vừa rồi. Thu nhập tối đa, chịu thuế an sinh xã hội cũng tăng lên và con số đó là bao nhiêu. Những thay đổi khác cho năm 2021 bao gồm tăng số tiền làm việc mà những người nhận an sinh xã hội có thể kiếm được trước khi quyền lợi của họ bị giảm và trợ cấp khuyết tật tăng nhẹ. À, thuế, sức an sinh xã hội vẫn giữ nguyên cho năm 2021. Hiện phải mất một... À, 1470 đô la đợi kiếm một khoản tín dụng an sinh xã hội tăng lên 60 đô la so với năm 2020 và cái số tuổi của năm 2021 là bao nhiêu để mọi người có thể bắt đầu lãnh tiền an sinh xã hội của mình nha Khi mời quý vị xem hết video này để biết những thông tin rất là hữu ích này Liên quan đến tiền trợ cấp thất nghiệp thì những người ở California có nhu cầu đang nhận được hỗ trợ tài chính bổ sung khi EDD tiếp tục triển khai các phúc lợi mở rộng liên bang Đạo lực hỗ trợ tiếp tục của liên bang quy định thêm 300 đô la được cộng vào mỗi tuần trợ cấp được trả cho bất kỳ đơn sinh thất nghiệp nào. Cho đến nay, EDD đã trả tổng cộng khoảng 3,5 tỷ đô la tiền bồi thường cho đại dịch bổ sung cho những người ở California đủ điều kiện. Ngoài ra, có tới 11 tuần trợ cấp bổ sung sẽ được thêm vào các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp đại dịch PUA và bồi thường thất nghiệp khẩn cấp đại dịch PEUC. EDD sẽ tự động chuyển những quyền lợi đã hết PUA hoặc PEUC hiện tại sang các quyền lợi mở rộng mới. Đối với khoảng 1,5 triệu cá nhân có yêu cầu PUA hoặc là PEUC khi đạo lực CARES của liên bang hết hạn vào tháng 12 năm 2020 hoặc những người đã hết những quyền lợi đó trong vài tuần trước đó, việc triển khai sẽ diễn ra theo hai giai đoạn khi chương trình hoàn tất trợ cấp được trả cho những tuần thất nghiệp bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2020. Thì giai đoạn thứ nhất cho đến nay 94% người dân California trong hệ thống của họ, những người có thể hưởng lợi từ các phúc lợi mở rộng của liên bang đã có thêm tiền vào hồ sơ. Và giai đoạn thứ hai thì 6% còn lại của những người yêu cầu bồi thường là khoảng 185 triệu người đã cạn kiệt tất cả các quyền lợi hiện có đối với yêu cầu PUA hoặc là PEUC của họ trước khi kết thúc đạo luật CARES vào ngày 26 tháng 12 năm 2020 điều này tạo ra khoảng cách về quyền lợi và yêu cầu thiết lập một yêu cầu mới với quyền lợi mới lên đến 12 tuần hiện có sẵn và edD dự kiến là chương trình cần thiết để chứng nhận những tuyên bố này sẽ được thực hiện trước ngày 7 của tháng 3 năm 2021 các cá nhân trong nhóm này sẽ nhận được email, tin nhắn, văn bản hoặc là thông báo qua thư trong vài tuần tới cho họ biết khi nào đã đến lúc chứng nhận tính đủ điều kiện của họ các khoản thanh toán quyền lợi EDD cũng đang cảnh báo những người yêu cầu bồi thường về tình huống này bằng các thông báo qua tài khoản UI online của họ cũng như là các thông báo qua thư cho nên quý vị hãy luôn cập nhật vào account UI online của mình khi mà có những cái gì trục trặc cũng như là tại tự nhiên đang certify nhưng mà bị ngừng lại không được certify nữa thì quý vị hãy vô và đọc những cái thông báo này xem coi uh, EDD họ gửi những cái gì cũng như là yêu cầu mình làm những cái gì tiếp theo nha cũng như là edd đã nói khoảng một nửa số người yêu cầu được gửi email trong tài khoản ui online của họ thông báo về việc xác, cần xác minh danh tính của họ đã không bao giờ mở thư edd đang gửi một đợt email và tin nhắn văn bản khác để đảm bảo các cá nhân có cơ hội thay mặt cho yêu cầu của họ các cá nhân có danh tính không được xác thực trước ngày 15 tháng 2 năm 2021 sẽ bị loại, trong đó EDD sẽ đưa ra thông báo quyết định với quyền kháng cáo thì à, Tiếp theo là cập nhật về tình hình gói cứu trợ lần thứ ba, quý vị cũng biết là đảng Dân Chủ đang chuẩn bị thúc đẩy luật thông qua một số vòng thủ tục cuối cùng trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu à, sàn dự kiến vào tuần tới à, tại Hạ Viện là ngày thứ ba đó quý vị, thứ hai thì à, những thượng nghị sĩ sẽ trở lại làm việc và thứ ba tuần tới là ngày 23 tháng 2 họ sẽ bỏ phiếu cho cái gói 1,9 nghìn tỷ. Thì sau ngày thứ ba là ngày bỏ phiếu thì dĩ nhiên là nó sẽ qua, thông qua Hạ viện và thôi. Sau khi thông qua Hạ viện thì sẽ được chuyển đến Thượng viện. Thì vào tối ngày hôm nay là ngày thứ ba ông Joe Biden sẽ tham gia một sự kiện ở tòa thị chính của CNN ở Wisconsin và cô uh, thư ký báo chí Nhà Trắng cô Chansky, cho biết là tổng thống sẽ tận dụng cơ hội để thúc đẩy kế hoạch cứu trợ của mình bao gồm một đợt kiểm tra kích thích là cái tấm check 1.400 đô la cho những người cũng như là hàng trăm tỷ đô la cho các trường học chính quyền, thành phố và tiểu bang thử nghiệm corona và sản xuất vắc xin và một lần nữa cái gói cứu trợ này cũng sẽ bao gồm 400 đô la tiền của liên bang mỗi tuần kéo dài đến à, ngày cuối tháng 8 à, cuối tháng 8 đúng rồi năm 2021 hiện nay thì vào ngày 14 tháng 3 nó sẽ hết hạn và từ đây tới ngày tuần tới thì chắc là không có cái tin gì nhiều về cái gói cứu trợ bởi vì những người thượng nghệ sĩ họ đã nghỉ và tuần sau họ mới trở lại thì Kim sẽ tiếp tục nếu như có những cái tin mới mỗi ngày Kim sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị nha. Và sau đây là những thay đổi mới nhất hiện thời điểm này về an sinh xã hội cho năm 2021 Kim muốn đem lại cho quý vị thì mọi người cũng biết vào tháng 10 hàng năm thì cơ quan quản lý an sinh xã hội là SSA sẽ sẽ thông báo những thay đổi hàng năm đối với chương trình an sinh xã hội cho năm tới. Thì dưới đây là những thay đổi về an sinh xã hội đã được công bố vào tháng 10 năm 2020 sẽ có hiệu lực cũng như là đã có hiệu lực vào ngày 1 của tháng 1 năm 2021. Thứ nhất thì vào năm 2021 này, gần 70 triệu người nhận an sinh xã hội sẽ được tăng 1,3% vào cái mức tăng cho năm 2021 so với 1,6% của năm trước là năm 2020. Thì đối với người nhận an sinh xã hội, trung bình mức tăng là 1,3% là lên tới chỉ 20 đô la cho mỗi tháng với khoản thanh toán trung bình hàng tháng là 1.543 đô la so với 1.523 đô la vào năm 2020. Thay đổi thứ hai là thu nhập. Vào năm 2021 thì thuế xuất vẫn giữ yên ở mức là 6,2%, 12,4% phần, 12 đối với lao động tự do, nhưng giới hạn thu nhập đã tăng lên là 142.800 à, à, đô la. Mặt trái là khi thu nhập tối đa chịu thuế tăng lên thì số thu nhập tối đa được SSA sử dụng để tính trợ cấp à, hưu trí cũng vậy. Những người nhận an sinh xã hội có thể nhận được khoản thanh toán lớn hơn là 32% mỗi tháng nếu họ yêu cầu trợ cấp ở tuổi 70 thay vì ở tuổi nghỉ hưu đầy đủ thông thường của họ. Cái thay đổi thứ ba là tuổi nghỉ hưu thì thời gian sớm nhất mà quý vị có thể bắt đầu yêu cầu trợ cấp hưu trí an sinh xã hội là ở tuổi 62. Tuy nhiên, việc yêu cầu trước tuổi nghỉ hưu đầy đủ hoặc là bình thường của quý vị sẽ khiến khoản thanh toán bị giảm vĩnh viễn đối với những người bước sang tuổi 62 vào năm 2020. Tuổi nghỉ hưu đầy đủ là 66 và 8 tháng, 66 tuổi và 8 tháng nha. Nếu như quý vị nào bước sang 62 tuổi vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu đầy đủ của quý vị là 66 và 10 tháng, trừ khi luật thay đổi, bất kỳ ai sinh năm 1960 trở lên sẽ không đủ tuổi nghỉ hưu cho đến khi 67 tuổi. Thứ tư là giới hạn thu nhập thì trước khi đủ tuổi nghỉ hưu, quý vị có thể kiếm được tới 18.960 đô la vào năm 2021, sau đó cứ mỗi 1 đô la sẽ được khấu trừ từ khoản thanh toán của quý vị cho mỗi 2 đô la vượt quá giới hạn thì nếu như quý vị nào đủ tuổi nghỉ hưu vào năm 2021 quý vị có thể kiếm được 50.520 đô la à, rồi so với giới hạn của năm 2020 là chỉ có 48.600 mà thôi và cái thứ năm là gia tăng phúc lợi an sinh xã hội cho người khuyết tật thì những người lao động khuyết tật sẽ nhận được trung bình khoảng 1.277 đồng mỗi tháng vào năm 2021 tăng từ 1.261 so với năm 2020 Tuy nhiên, đối với người lao động khuyết tật, vợ hoặc chồng có một hoặc nhiều con sẽ được trả trung bình là 2.224 đô la mỗi tháng, tương đương tăng là 29 đồng từ năm 2020. Và cái thứ sáu là cái ngưỡng thu nhập tín dụng tăng. Thì nếu quý vị nào sinh năm 1929 trở lên mà quý vị phải kiếm được ít nhất là 40 tính chỉ là tối đa 4 tính chỉ mỗi năm đó thì trong suốt cuộc đời làm việc của mình để đủ điều kiện nhận các quyền lợi an sinh xã hội thì số tiền cần thiết để kiếm được một khoản tín dụng tăng nhẹ mỗi năm đối với năm 21 thì sẽ mất là 1 tư Thu nhập trên mỗi tín dụng tăng 60 đô la so với năm 2020 thưa quý vị bản cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại phần cập nhật tin hoa kỳ trong ngày của kim nếu như quý vị thích nghe cũng như là muốn biết dời thuế cũng như là an sinh xã hội những cái video như thế này thì quý vị có thể cho kim biết nha nếu quý vị cảm thấy những tóm tắt trong ngày của Kim có hữu ích, quý vị có thể ủng hộ tinh thần cho Kim bằng bằng cách bấm like, chia sẻ video cũng như bấm vào nút đăng ký để quý vị có thể nhận được những video mới nhất của Kim mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu. Đến đây Kim xin tạm dừng video và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.